Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay với một số nội dung đáng chú ý sau đây. Năm học mới này, một số tỉnh, thành phố đã thông báo miễn học phí. Ngành Giáo dục và Đào tạo Lai Châu cũng đã chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2022-2023. Huyện Tam Đường tiếp tục đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19, đặc biệt là đối tượng học sinh để bước vào năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới này, một số tỉnh, thành phố đã thông báo miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn. Theo đó, Quảng Ninh sẽ hỗ trợ 100% học phí công lập cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu miễn học phí cho trẻ em 5 tuổi, học sinh tiểu học và trung học cơ sở công lập, tư thục giai đoạn 2022-2025. Thành phố Đà Nẵng sẽ hỗ trợ 100% học phí năm học 2022-2023 cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập và ngoài công lập trên địa bàn của thành phố. 100% học sinh của thành phố Cần Thơ, thành phố Hải Phòng được miễn học phí năm học 2022-2023. Gần 21.000 học sinh bậc trung học cơ sở tại tỉnh Bắc Cạn được miễn 100% học phí. Tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau tạm thời chưa thu học phí. Các địa phương còn lại sẽ áp dụng khung học phí năm học mới 2022-2023 theo quy định của Chính phủ. Hiện phần lớn các ca mắc COVID-19 mới ở nước ta là nhiễm biến thể BA.5. Theo Viện Vệ sinh Dịch Tễ Trung ương, trong số 456 mẫu được giám sát từ đầu năm thì phát hiện chủ yếu là chủng Omicron, chỉ có một số ít nhiễm chủng Delta. Cụ thể, trong số 95 mẫu giải trình tự gen của tháng 8 có đến 60% là nhiễm biến thể BA.5. Biến thể BA.5 của Omicron được đánh giá là có khả năng chống lại các kháng thể cao hơn, đồng nghĩa rằng nếu đã từng mắc COVID-19 trước đó vẫn có khả năng nhiễm biến thể BA.5. Cục Hàng không Việt Nam dự báo trong năm 2022, các cảng hàng không trên cả nước sẽ đón khoảng 87,8 triệu khách, tăng 190% so với năm 2021. Riêng khách quốc tế dự kiến đạt khoảng 5 triệu khách, tăng 844% và khách nội địa đạt khoảng 82,8 triệu khách, tăng 178,4%. Đối với hàng hóa, sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không trong 6 tháng đầu năm ước đạt là 765.000 tấn, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm 2021. Dự kiến trong năm 2022, sản lượng sẽ đạt khoảng 1,5 triệu tấn, tăng 5% so với năm 2021. Theo Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, việc nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt liên tục giảm so với cùng kỳ năm 2021 do nhu cầu phục hồi chậm, nhưng mức giảm đang dần thu hẹp lại trong mấy tháng gần đây nhờ các nhà hàng, quán ăn, các khu du lịch hoạt động trở lại nên tiêu thụ thịt nhiều hơn. Tuy nhiên, thịt lợn nhập khẩu vẫn không thể dễ cạnh tranh với thịt lợn trong nước, nhất là trong bối cảnh giá thịt lợn ở trong nước đang đứng ở mức giá hợp lý đối với cả người chăn nuôi và người tiêu dùng. Cũng theo Cục xuất nhập khẩu, tháng 7 vừa qua, Việt Nam nhập khẩu 61,48 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt với trị giá là 140,56 triệu đô la Mỹ, giảm 5,2% về lượng, tăng 13,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Thưa quý vị và các bạn, cho đến thời điểm này thì ngành Giáo dục và Đào tạo đã cơ bản chuẩn bị đảm bảo các điều kiện cho năm học mới 2022-2023. Trong năm học này, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trong toàn ngành tiếp tục nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, thi đua dạy tốt học tốt, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đề ra. Trước thềm năm học mới, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu đã có cuộc phỏng vấn với ông Đinh Trung Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về những khó khăn, thuận lợi cũng như nhiệm vụ giải pháp trong năm học mới này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Cảm ơn đồng chí Đinh Trung Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu đã tham gia trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu. Xin đồng chí cho biết là trước thềm năm học mới thì đến nay thì công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng cũng như là năm học mới đã được ngành chú trọng như nào? Đến thời điểm này thì ngành Giáo dục Đào tạo tỉnh Lai Châu đã cơ bản chuẩn bị đảm bảo các điều kiện cho năm học mới 2022-2023 cụ thể như sau. Thứ nhất là các địa phương, các đơn vị đã thực hiện việc rà soát, bố trí, sắp xếp hợp lý đội ngũ giáo viên cho năm học mới và có những phương án điều động biệt phái giáo viên giữa các cơ sở giáo dục và tiếp tục thực hiện hợp đồng giáo viên theo nghị quyết số 102 của Chính phủ. Thứ hai là Sở Giáo dục Đào tạo đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thời gian năm học, chỉ thị nhiệm vụ năm học 2022-2023 và đã ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của các ngành học cấp học. Thứ ba là đã phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên và đã thực hiện cái việc tuyển sinh vào lớp đủ cấp, đó là lớp 1, lớp 6 và lớp 10. Thứ tư là đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương của lớp 3, lớp 7 và lớp 10, rồi tổ chức các hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 ở các cơ sở và đã lựa chọn được các bộ sách triển khai trên địa bàn tỉnh. Vâng, đồng chí cho biết những thuận lợi cũng như khó khăn trước thềm năm học mới ạ. Năm học 2022-2023 thì có nhiều những thuận lợi và những khó khăn. Về thuận lợi thì ngành giáo dục luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo, lãnh đạo của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân và trực tiếp là Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh và của các cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng tình ủng hộ của toàn thể nhân dân và các lực lượng xã hội. Đội ngũ tập thể giáo viên, cán bộ trong các đơn vị thì đoàn kết, chủ động, sáng tạo để triển khai các nhiệm vụ được giao và đa số là đều có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và có lòng yêu nghề và yên tâm công tác. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy và học thì đã được quan tâm đầu tư trong các năm và đến thời điểm này thì cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái thuận lợi thì ngành giáo dục cũng gặp những cái khó khăn ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ năm học. Đó là một là việc sắp xếp đội ngũ tại các cơ sở giáo dục thì do số lượng biên chế được giao thấp so với định mức, do đó mà việc sắp xếp bố trí là ở nhiều đơn vị là cũng bị ảnh hưởng. Thứ hai là số giáo viên đăng ký tuyển dụng những môn mới theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 thì có rất ít nguồn tuyển. Cái thứ ba là các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 21-25 thì mới đang bắt đầu triển khai. Do vậy mà cái việc bổ sung phòng học, phòng bộ môn, trang thiết bị còn thiếu, đặc biệt là trang thiết bị của các phòng học tin học và tiếng Anh lớp 3 năm 2022-2023, rồi đầu tư để sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất thì cũng còn hạn chế. Vâng, thưa đồng chí, là đồng chí cho biết những cái mục tiêu cụ thể và những cái giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023. Năm học mới 2022-2023 thì ngành đề ra một số cái nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của năm học như sau. Một là tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn, thực hiện đề án xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022-2025. Hai là triển khai và thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch của năm học 22-23. Ba là tiếp tục đổi mới các cái cơ chế quản lý trong giáo dục và thực hiện quản trị nhà trường theo hướng dân chủ, kỷ cương, nề nếp và có chất lượng, hiệu quả. Bốn là triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 theo đúng lộ trình, tham mưu bổ sung đội ngũ giáo viên đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và củng cố phát triển hệ thống trường nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú. Năm là đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, công tác cải cách hành chính về giáo dục và đào tạo và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dạy và học, tăng cường công tác khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục theo hướng đánh giá năng lực, phẩm chất của người học và công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị và các cá nhân có liên quan đến công tác giáo dục. Trân trọng cảm ơn đồng chí đã tham gia trả lời phỏng vấn. Hiện nay, số ca mắc COVID-19 trong nước có xu hướng tăng trở lại. Trong khi đó, thì xuất hiện tình trạng nhiều người dân chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch. Vì vậy, để đảm bảo cho công tác phòng dịch, huyện Tam Đường đang tiếp tục đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19 cho tất cả các đối tượng, đặc biệt là đối tượng học sinh, nhằm đảm bảo an toàn cho các em học sinh bước vào năm học mới. Xác định việc tiêm phòng COVID-19 cho các đối tượng trong độ tuổi là rất quan trọng. Thời gian qua, Trạm Y tế thị trấn Tam Đường đã xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông về tiêm phòng COVID-19 cho các đối tượng. Để tăng tỷ lệ bao phủ vaccine, sau khi nhận được các đợt cấp vaccine COVID-19, Trạm Y tế đã phối hợp với chính quyền địa phương, trưởng các bản, tổ dân phố, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động đến tiêm chủng. trong đó chú trọng tiêm các mũi nhắc lại cho người cao tuổi, các đối tượng có nguy cơ cao và đối tượng học sinh từ 5 đến dưới 18 tuổi. Để đẩy mạnh cái tiến độ tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, thì trên địa bàn thị trấn thì trạm y tế đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân thị trấn Tam Đường và xây dựng cái kế hoạch để triển khai để đảm bảo tiêm, đặc biệt là đẩy mạnh để nhanh cái tiến độ tiêm cho đạt kết quả cao nhất để tạo miễn dịch cộng đồng cho các em, đặc biệt là trong cái thời điểm đến trường. Đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ tiêm phòng vaccine COVID-19 mũi nhắc lại lần 2, mũi 4 đối với người trên 18 tuổi tại huyện Tam Đường mới đạt trên 60%. Tỷ lệ tiêm mũi 3, mũi nhắc lại lần 1 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đạt trên 70%. Tỷ lệ tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt 60%. Thực trạng cho thấy hiện nay công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn huyện đang gặp một số khó khăn, như người dân đang bước vào thu hoạch các loại cây trồng nên ít quan tâm đến việc tiêm chủng. Đặc biệt, nhiều người khi đã tiêm đủ mũi cơ bản và đã mắc COVID-19 nên có tư tưởng không tiêm nữa, và các hoạt động trở lại bình thường mới nên số lượng người dân đi làm ăn ở các tỉnh dưới xuôi nhiều. Do đó, đã ảnh hưởng đến tiến độ các đợt tiêm phòng trên địa bàn huyện. Nhằm đạt mục tiêu tăng tỷ lệ bao phủ vaccine, huyện Tam Đường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các nội dung liên quan đến vaccine COVID-19 để người dân hiểu rõ, nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và trách nhiệm của mình, tạo sự đồng thuận trong việc tiêm phòng vaccine COVID-19. Cùng với đó, ngành y tế huyện cũng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đảm bảo công tác tiêm phòng. Việc tiêm vaccine phòng chống dịch COVID đã góp phần vào thành công trong việc ngăn chặn, khống chế các hậu quả do dịch COVID gây ra. Hiện tại thì trên địa bàn huyện các cái số ca mắc về COVID đã giảm, trông thấy các cái biện pháp phòng chống dịch thì cũng đã đảm bảo theo các cái quy định của trung ương của tỉnh. Để đảm bảo tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt mục tiêu theo chỉ đạo của tỉnh, huyện Tam Đường tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn tiếp tục quán triệt toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động, thực hiện nêu gương, chủ động tự giác tham gia tiêm chủng. Cùng với đó, thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, thường xuyên phát đi những thông điệp không chủ quan lơ là khi dịch bệnh tạm được đẩy lùi và thông tin về hiệu quả của việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Chỉ đạo ngành giáo dục, ra soát, lập danh sách trẻ em mầm non và học sinh thuộc độ tuổi tiêm chủng từ 5 đến dưới 18 tuổi chưa tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ, tiến hành tiêm nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch cũng như đảm bảo cho các em học sinh yên tâm trong năm học mới. Vợ chồng tôi thì cũng đã được tiêm 3 mũi, thì cũng trong cái thời gian vừa rồi cũng bị mắc COVID, thì cái triệu chứng thì nó chỉ là sốt nhẹ và hơi sổ mũi, để tạo cái miễn dịch trong cộng đồng thì cũng vợ chồng nhà tôi, gia đình tôi thì cũng đưa các cháu đi tiêm để cho nó đảm bảo cái sức khỏe. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID xảy ra thì có ảnh hưởng rất lớn đến cái công tác giảng dạy của nhà trường, đặc biệt là công tác lãnh đạo chỉ đạo trong tổ chức các cái hoạt động. Thế và nhận thức từ cái việc tiêm vaccine có các cái lợi ích giúp cho chúng ta phòng chống công tác dịch tốt nhất, thì phòng giáo dục đã chỉ đạo các cái trường chủ động rà soát, phối hợp với trạm y tế các xã thị trấn để tuyên truyền cho phụ huynh học sinh nhận thức được cái lợi ích của tiêm vaccine. Đặc biệt là đối với trẻ em từ 5 đến 12 tuổi vừa rồi chúng tôi cũng đã chỉ đạo rất sát sao để thực hiện tốt các cái nội dung này. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, mỗi người dân không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác, thực hiện nghiêm thông điệp 5K cộng vaccine cộng công nghệ trong phòng chống dịch COVID-19, kể cả những người đã tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại, nhằm bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Cụ thể hóa các nội dung nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, ngay sau Đại hội, Tỉnh ủy đã ban hành chương trình hành động số 09, xác định 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhóm nhiệm vụ đột phá chiến lược và 4 nhóm giải pháp chủ yếu. Tập trung xây dựng ban hành 7 nghị quyết chuyên đề, 4 đề án và 9 kết luận để triển khai thực hiện. Các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chương trình hành động đảm bảo triển khai thực hiện đồng bộ toàn diện nghị quyết. trong đó lựa chọn những nội dung trọng tâm cốt lõi, những điểm nghẽn để tập trung nguồn lực thực hiện. Song song với đó, Tỉnh ủy chỉ đạo các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở ngành và cấp ủy chính quyền các cấp xây dựng ban hành các chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, bám sát nghị quyết chương trình hành động số 09 và phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình và có tính khả thi. Thực hiện nghị quyết số 03/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và nghị quyết số 05/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tỉnh Lai Châu phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh sẽ có 35.000 ha mắc ca, sản lượng đạt 70.000 tấn một năm. Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp liên kết với nông dân sản xuất mắc ca thông qua cầu nối hợp tác xã và tổ hợp tác xây dựng vùng trồng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong khảo nghiệm, lựa chọn giống trồng, chăm sóc và thu hoạch, triển khai các chính sách hỗ trợ khuyến khích nhân dân mở rộng vùng mắc ca, phát huy vai trò của Hiệp hội Mắc ca Việt Nam là cầu nối gắn kết chặt chẽ giữa các hộ dân và doanh nghiệp trong phát triển sản xuất mắc ca theo chuỗi, hỗ trợ vay vốn, cung ứng dịch vụ giống và phân bón, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển mắc ca hiệu quả bền vững. Thưa quý vị và các bạn, nhận diện đặc thù công tác bảo quản, vận chuyển và cung ứng vật liệu nổ công nghiệp là đặc biệt độc hại nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ, nên trong suốt những năm qua, chi nhánh công nghiệp hóa chất mỏ Lai Châu đã ưu tiên hàng đầu trong việc xây dựng giải pháp và kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối, phòng chống cháy nổ trong việc bảo quản, vận chuyển, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp. Hiện kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp của chi nhánh công nghiệp hóa chất mỏ Lai Châu có sức chứa 40 tấn thuốc nổ và phụ kiện nổ các loại. Hàng năm, chi nhánh được Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Vinacomin giao tiếp nhận, vận chuyển, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp đến các đơn vị khai thác khoáng sản, xây dựng công trình thủy lợi, giao thông trên địa bàn. Vật liệu nổ công nghiệp trong kho được sắp xếp phân loại theo từng tiêu hàng, có biểu tích kê ghi rõ số lượng, chủng loại, số lô, ngày tháng sản xuất, hạn sử dụng, có hệ thống bảng biểu và được bảo quản trên giá gỗ để chống ẩm mốc. Hệ thống cửa kho được trang bị 2 lớp trang bị khóa chống cắt và được niêm phong sau mỗi lần xuất nhập. Nhận diện đặc thù tại kho chứa vật liệu nổ công nghiệp vô cùng độc hại nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao về cháy nổ, nên đội ngũ lực lượng trực bảo vệ tại kho đều đã được huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ các cơ quan doanh nghiệp nhà nước theo đúng quy định. Mỗi ca trực bố trí từ 2 đến 3 đồng chí theo hình thức ca trực khép kín 24/24, các đồng chí có vòng trong vòng ngoài tuần tra khép kín xung quanh kho, bố trí hàng rào xung quanh, trang bị hệ thống camera tự động 24/24 giờ. Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp được duy trì kiểm tra thường xuyên, đặc biệt là điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, điều kiện an toàn về an ninh trật tự. Tất cả cán bộ công nhân viên trong đơn vị đều ý thức được trách nhiệm của mình trong công việc. Cái ngành nghề của hóa chất mỏ là một ngành nghề đặc thù, nên là về vấn đề an toàn thì là được đặt lên hàng đầu. Đấy là cái phương châm của chi nhánh cũng như toàn ngành. Về bản thân cán bộ công nhân viên ở dưới cụm kho hóa chất mỏ Lai Châu thì mọi người đã nghiêm chỉnh thực hiện các nội quy định của nhà nước cũng như pháp luật về bảo quản và vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2022, chi nhánh công nghiệp hóa chất mỏ Lai Châu đã tiến hành cung ứng 700 tấn thuốc nổ cho các đơn vị. Các phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp ra vào trong kho mỗi lần đều được kiểm tra đầy đủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, các điều kiện được cấp phép lưu hành. Cùng với đó, đơn vị còn thực hiện nghiêm các nội dung quy định, biện pháp an toàn, quy trình tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp. Quy trình quy phạm xuất nhập vật liệu nổ thì đã được đồng chí thủ kho và bảo vệ kiểm tra trước khi xe rời khỏi kho, và cái lượng thuốc nổ khi qua cổng cũng đã được kiểm tra lại một lần nữa để đúng chủng loại và số lượng vật liệu nổ trên xe để chở đến cung ứng cho khách hàng, để đảm bảo đúng chủng loại và số lượng, không xảy ra sai sót trong suốt quá trình đơn vị đặt chân trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Từ nay đến cuối năm 2022, chi nhánh công nghiệp hóa chất mỏ Lai Châu tiếp tục thực hiện mục tiêu giữ vững thị trường, thị phần cung ứng vật liệu nổ công nghiệp và nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng vật liệu nổ công nghiệp cho các đơn vị trên địa bàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quản lý vận chuyển, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp, đáp ứng kịp thời tiến độ giao hàng cho các đơn vị. Trong 2 ngày 28-29 tháng 8 tại tỉnh Lai Châu, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022 với chủ đề Nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, khát vọng vươn xa. Nhiều sự kiện đã diễn ra như các phiên chuyên đề phát triển du lịch cộng đồng gắn với Metaverse, ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 trong phát triển nông nghiệp, dược liệu, công nghệ gắn với phát triển xanh và bền vững, diễn đàn tuổi trẻ Lai Châu hưởng ứng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cùng với đó là triển lãm công nghệ trưng bày và giới thiệu các dự án khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm công nghệ và vinh danh các đại sứ thương hiệu sản phẩm OCOP. Ngày 30 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Lai Châu, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Lai Châu tổ chức hội thi nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ 5 năm 2022, vòng thi khu vực 1. Các đội tham gia hội thi tranh tài ở 4 phần thi: lời chào nông dân, nghe nông dân nói, kiến thức nhà nông và so tài nhà nông, góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi, tạo động lực cho cán bộ hội viên nông dân hăng say lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Sáng ngày 31 tháng 8, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức họp giao ban trực tuyến với các địa phương. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Trung tâm Chỉ huy tỉnh nhấn mạnh, không chủ quan lơ là trước dịch bệnh, đặc biệt là trong thời điểm diễn ra những sự kiện lớn, nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, khai giảng năm học mới, Tết Trung thu. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu xin phép được khép lại tại đây. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình thời sự tiếp theo.